Mã ngỗng phấn hồng này, ngực hồng này. Đấy, màu hồng, chân đỏ. Con này là con đực nhưng mà nó lại là đầu nhỏ mỏ đinh. Đó, nhìn ngang đấy, rất hiên ngang. Đó, cườm vừng nhìn đằng trước này. Đấy, rìa tay. Đấy. Nếu các bạn nuôi một con chim mà nó đến mức độ thuần như này thì đấy 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 mới là các bạn nuôi chim. Còn nếu mà các bạn đến gần mà chim nó nhảy loạn lên thì là không đặt. Đó. Chim này là mình vuốt đuôi. Đó, mình vuốt đuôi. Đó, chăm. Đó. Nên đây. Đó, nên đây. Đấy. Vậy thôi à? Quý vị và các bạn muốn mua những con chim thuần như thế này, xin hãy đăng ký và gọi điện số điện thoại là 01 63 53 05 982. Đó. Rất là thuần đúng không? Đó. Trước ngực này. Đầu đầu mắt. Đó. Các bạn làm những cái cửa nó như thế này. Đó. Đó. Nó không bao giờ bị quên đóng cửa lồng, không bao giờ mất chim nhé. Nếu bạn làm cửa mà nó không không như rút tay ra mà nó không cái đầu này lồng inox nhưng mà mình xử lý thành cái màu màu đồng, xứng đáng với con chim. Lên tay. Đó. Chim các bạn lên huấn luyện vào lúc chiều tối hoặc là lúc sáng sớm. Đó. Đó. Con chim rất là thuần đúng không? Các bạn yên tâm là mọi vấn đề có thể là làm được. Cái giọng và cái mã của nó thì cái giống của nó thì mãi thế thôi. Nhưng mà độ thuần thì chúng ta có thể biết cách tập luyện. Đó. Đó. Ăn uống rất tự nhiên, tư thế này đẹp ạ. Đứng 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 chụp ngay.
Đó, quý vị các bạn nếu giao lưu về chim cu gáy mua bán thì các bạn gọi vào số 01 63 53 05 9 82. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.